Chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình đi dự lễ thánh hiến nhà thờ cung hiến bàn thánh, cung hiến thánh đường tại đền thánh Stanley Rachel. Thánh Blessed Stanley đã bị giết vào ngày 28 tháng 7 năm 1981 ở Saint James the Apost Catholic Church in Santiago Atitlan, Guatemala. Nơi đó là ngài đã phục vụ giảng truyền giáo. Đó là một nhiệm vụ của ngài. Các bạn biết không? Vào tháng 9, ngài là một vị linh mục đầu tiên được phong chân phước. Bây giờ bắt đầu vô đền thánh, các bạn coi là rất là nhiều người đang dẫn đường nè, mà xe nối đuôi vô rất là đông luôn cả nhà, có cả mấy chiếc xe police đây cả nhà nhìn. Đẹp quá cả nhà ơi. Nhà thờ này xây theo mô hình nhà thờ ở Guatemala, nơi ngài truyền giáo. Rất là đẹp. Khi nãy các bạn có thấy những cái xe police đứng vào ngoài đây nữa nè cả nhà. Không biết cả nhà thấy được không nữa nha. Ở ngoài nữa cả nhà. Chào cả nhà. Mình đã mong ước ngày này lâu lắm, ngay từ lúc đền thánh chỉ là một bãi đất trống bắt đầu xây dựng. Tới giờ đã xong rồi, thật là xinh đẹp. Thật là đẹp nha cả nhà, nhìn nè cả nhà, quá đẹp luôn á nhà ơi. Mọi người đứng dẫn đường đó cả nhà. Có cái ngọn đồi nữa nha cả nhà. Bây giờ chồng mình đang lái xe vào Burger King. Đông ghê cả nhà, nhìn nè cả nhà. Ôi đông quá. Có cả xe ambulance luôn. Mình xin nói lại, Alexis Sante đã bị giết vào ngày 28 tháng 7 năm 1981 ở Saint James the Apostle Catholic Church in Santiago Atitlan, Guatemala, nơi ngài làm công tác truyền giáo tại đó. Vào ngày tháng 9, ngài đã trở lên một vị linh mục đầu tiên ở nước Mỹ đã được phong chân phước và là một thánh, vị thánh tự động đầu tiên tại nước Mỹ đó cả nhà. Thật là vinh dự đó cả nhà ơi. Bây giờ chồng mình đã vào mặt Phật Kinh nè cả nhà. Chào cả nhà, bây giờ người ta xếp hàng nối đuôi nhau nè. Các bạn coi, người ta ghép line rất là dài nhưng mà vẫn chưa vô được. 11 giờ mới vào cả nhà. Đây mình quay cho cả nhà coi. Đây cả nhà coi nha. Rồi mé này nữa nha. Đây rất là dài nha cả nhà.
cả nhà nhìn nè. Tới kia luôn cả nhà. Đông ghê á. Rất là đông luôn. Mà thời tiết bây giờ nhiệt độ đã xuống thấp lắm cả nhà. Trời lạnh, cả nhà coi nè, mọi người ai cũng bảo lạnh hết. Nhưng mà mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện, đợi chờ để được vào nhà thờ dự lễ. Mọi người thấy nè, lạnh lắm. Những cái áo khoác rất là dày á cả nhà. Chào cả nhà, những người đến dự thánh lễ Công lý Thánh Đường này có nhiều bang trên nước Mỹ đã đến đây và có nhiều chủng tộc, nhiều sắc tộc khác nhau như là người Mỹ, người Chinese nhiều lắm cả nhà. Chung quanh mình mọi người nói chuyện rất là vui vẻ, đủ language, đủ tiếng nói khác nhau. Chào các bạn, chào cả nhà. Hôm nay lạnh quá chừng luôn, mình không đem găng tay, nó lạnh quá nãy giờ. Bây giờ mới gặp cái cô này, cổ là người ở quốc gia là Guatemala, nơi mà Alexis Stanley Prader đã bị giết vào ngày vào năm 1981. Đây cô, chào cả nhà. How do you know about Alexis Stanley Prader? He was in my country for serving, you know, the town called Atitlan, and he teach people and he loved people, and but he was killed there because there was like a kind of war in Guatemala, and the bishop asked him to come back, but he just decided to stay there because he loved the people so much. Yeah. So his heart is in Guatemala. Thank you very much. You're welcome. Yeah. God bless you. Yeah. The world and those who dwell in it. It is He who set it on the seas. On the waters He made it firm. Grow higher, ancient doors, and Mỗi người đông lòng.